Chiều 11 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Ngọc Chí, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vụ việc, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu về công tác huấn luyện, tuyển quân, đăng ký nghĩa vụ quân sự. Năm 2018, địa phương đã giao 170 trên 170 tân binh, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 14 trên 14 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với đó, công tác dân quân tự vệ cũng được quan tâm củng cố bằng việc rà soát kiện toàn biên chế của các đơn vị. Năm 2018, toàn thành phố có 44 đơn vị dân quân tự vệ, tổng quân số 1.960 đồng chí. Chính sách cán bộ và hậu phương quân đội được thực hiện hiệu quả, quản lý vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đúng nguyên tắc, không để hư hỏng mất mát. Sau tháng cuối năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra đôn đốc các đơn vị huấn luyện dân quân tự vệ, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ. Tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm An ninh Quốc phòng số 2, rà soát nguồn dân quân tự vệ dự bị động viên năm 2018. Sẵn sàng thực hiện tốt công tác động viên huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ giao ban sơ kết, tổng kết theo quy chế hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Chí, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Uông Bí. 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đủ quân số, xây dựng và duy trì nền nếp chính quy nghiêm túc trong cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, đồng thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của mỗi đơn vị địa phương, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong cán bộ chiến sĩ. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị đơn vị chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hiệu quả các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục chăm lo đảm bảo tốt đời sống của cán bộ chiến sĩ.